Thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố đã xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân, nhất là tại các cơ sở kinh doanh hoặc là nhà ở kết hợp kinh doanh. Do có đặc thù là nơi tập trung nhiều loại hàng hóa, nguyên vật liệu là các chất dễ bắt lửa, các cơ sở kinh doanh thường tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro thiệt hại do cháy nổ gây ra. Tại cửa hàng tạp hóa trên địa bàn phường 3, thành phố Bạc Liêu, với thiết kế gồm 3 tầng, tầng trệt được tận dụng để buôn bán tạp hóa, 2 tầng trên là nơi sinh hoạt của gia đình. Do cửa hàng tập trung nhiều loại hàng hóa là các chất dễ cháy nên công tác phòng chống cháy nổ được chủ cơ sở kinh doanh quan tâm thực hiện tốt, qua đó hạn chế mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Nếu mà để xảy ra cháy nổ thì mang thiệt hại rất là lớn, nên chúng tôi rất là cẩn trọng trong việc phòng cháy cháy nổ. Trong mà buôn bán kinh doanh thì nhập hàng vừa đủ bán, không có tích trữ hàng, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không có để những cái đồ gần dễ cháy, gần cái nơi nguồn nhiệt. Rồi nhà thì cũng có chuẩn bị bình chữa cháy sách tay để kịp thời dập lửa khi mà có cháy nổ xảy ra. Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện có hơn 3.000 cơ sở kinh doanh, trong đó có trên 500 cơ sở xếp loại nguy cơ cháy nổ cao. Đến thời điểm hiện tại, những cơ sở này cơ bản đáp ứng các quy định về phòng chống cháy nổ, được quan tâm đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo triển khai kịp thời hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị và xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở kinh doanh, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tích cực vận động các cơ sở kinh doanh trang bị bình chữa cháy xách tay, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp, không che chắn lối ra vào, thường xuyên tự kiểm tra an toàn các thiết bị điện, đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở các biện pháp xử lý tình huống, cách thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Để tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn phường 3, Công an phường 3 đã phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố đến từng hộ gia đình sản xuất kinh doanh, tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác phòng chống cháy nổ, rồi vận động người dân là thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, rồi là trang bị các công cụ, phương tiện, nhất là bình chữa cháy, xách tay để kịp thời là xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, là qua đó là đã nâng cao được ý thức trách nhiệm của người dân, nhất là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trong công tác phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh như việc trang bị dụng cụ, thiết bị chữa cháy, chuông báo động. Qua đó khuyến cáo chủ cơ sở kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Về công tác kiểm tra thì cũng xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện kiểm tra các cơ sở doanh nghiệp, các hộ kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, hướng dẫn yêu cầu khắc phục những vi phạm, những cái vấn đề dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ và xử lý nghiêm những cái cơ sở vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy. Về công tác huấn luyện thì tăng cường xây dựng kế hoạch huấn luyện cho lực lượng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao tay nghề, sẵn sàng đáp ứng kịp thời khi có cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, không chỉ của các cấp, các ngành chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Chính vì vậy, mỗi người dân, nhất là các chủ cơ sở kinh doanh, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy nổ, qua đó bảo vệ tính mạng, tài sản cho bản thân và những người xung quanh, hạn chế thấp nhất rủi ro, thiệt hại do cháy nổ gây ra, với phương châm phòng ngừa là chính.